Wow. Em không cao bằng chào anh em nhá. À, dã man quá không ạ. À, lần đầu tiên được trải nghiệm thế nào gọi là bị Covid. Thực sự là nó khủng khiếp. Mẹ vừa đọc được quả comment của ông đéo nào comment đấy, tưởng anh độ chết con mẹ vì Covid rồi, không chết thì đéo được bạn. Tôi tưởng là tôi chết thôi nhưng mà bằng cách thần kỳ nào đấy giờ tôi vẫn ngồi livestream với cả các bạn. Thế nó mới vui. Mẹ hôm qua tôi tưởng tôi chết mẹ rồi đấy các bạn. Kinh khủng thật. Tôi tại vì ba lần tôi đi tiêm về đéo lần nào bị sốt cả nên tôi đéo biết được cái kiểu sốt Covid nó như nào. Em lại bị F1 lần 3 rồi, chán cuộc đời. Ô kìa, F1 nó là bình thường, không phải bị F0 cơ. Hôm tôi chưa bị, mẹ nghe mấy thằng bị F1 thì tôi ngồi tôi thấy bình thường lắm. Đến lúc tôi bị rồi tôi mới thấy là ôi thật là khủng khiếp. Đã tắm đéo đâu nguyên bộ ngày hôm qua luôn này. Sao mắt anh sưng húp thế mẹ, cả ngày chỉ có ngủ không thì lại chả sưng húp không. Hôm nay lúc nãy 10 giờ tôi mới ngủ dậy. Sợ vợ tôi ngủ rồi nên là tôi không dám gọi điện để lấy cái quần áo về để thay cái lau qua người một cái. Cảm ơn Milo nhá, cảm ơn Hải Nam nhá. Giờ cuộc sống loanh quanh thì ở mỗi tầng 2 với cả tầng 4 thì đéo được dùng thang máy á. Trời ơi, mẹ ép không bị kỳ thị vậy. Ăn cơm với cả là xông xiếc gì, uống thuốc, uống nước gì kiểu gì cũng đặt ở ngoài cửa ấy, xong rồi chạy ra lấy. Khổ vãi cả cứt ra. Ui nhưng mà mệt thật đấy. À, tối hôm qua nha, tôi đi ngủ. Mẹ hôm qua người kiểu vừa lạnh vừa nóng khó chịu vậy đấy. Kiểu lạnh xong rồi nó đau từng cái khớp một cái mẹ, từng cái khớp ngón tay nha, khuỷu tay nha, rồi chân nha. Nó đéo khác gì kiểu bọn tôi đi đá bóng ngày đầu tiên trong đời ấy. Mẹ nó đau nhức người kinh khủng, đứng đéo đứng được. Nằm vật va vật vờ, mẹ đắp bao nhiêu chăn cũng lạnh. Mẹ một lúc thì lại nóng. Hoa mắt, đéo cầm được cả điện thoại cơ. Mẹ vật vờ đấy một lúc cũng ngủ được. Mẹ ngủ phát tít thò lò đến tận buổi trưa. Trưa nay dậy thì ui dồi ôi, mẹ mới đến tận bây giờ. Đau đầu vãi bìu thề. Mẹ hôm nãy mẹ tôi gọi điện tôi còn nói chuyện được với mẹ tôi một tí. Chứ còn người khác gọi điện mẹ đéo muốn nghe luôn. Tại vì cứ mẹ cái gì vào tai là nó sẽ bị đau đầu các bạn. Nó đau đau kiểu đau khủng khiếp mẹ luôn. Tôi nghĩ là cái triệu chứng nó sẽ bị giống như kiểu là các ông tiêm Covid mà các ông bị ốm ấy. Còn tôi thì tiêm thì tôi chưa bị ốm nhỉ nên tôi chưa biết. Mẹ sợ thật. Đéo biết là tối nay nó còn hành nữa không. Nhưng mà mẹ tối hôm qua thế là kinh khủng lắm. Em cũng F0 được một tuần rồi. Anh thấy là kiểu bây giờ ai mà F0 nó chỉ bị mệt hai hôm đầu thôi. Còn về sau nó cứ dai dẳng thế. À xong rồi đéo thở được nữa không ạ. Mẹ sáng dậy thấy hỏng mẹ ở bên mũi luôn. Đéo hiểu kiểu gì. Một bên thì thông bình thường, một bên thì bấm vào như này. Xong rồi thở thử thì đéo thấy đâu. Và bây giờ chỉ sợ bọn trẻ con nó bị thôi. Đéo biết bọn trẻ con nó bị làm sao không. Hiện tại thì thằng Tùng với thằng Cáo tôi, ui chúng nó vẫn vui lắm các bạn. Đéo thấy nó có một cái dấu hiệu đéo gì cả. Bỏ post đi mấy hôm á, đéo bỏ được. Trời ơi, bây giờ có mỗi cái post là động viên duy nhất thôi. Có ai chơi với tôi nữa đéo đâu. Suốt ngày bầu bạn với nó thỉnh thoảng làm một hơi. Ê, hình như tôi cảm giác là hình như tôi bị mất mùi rồi sao nhỉ. Ừ, đéo thấy người để cái mùi gì cả. Cảm ơn Sơn nhá. À không, vẫn thấy đấy. Vẫn thấy thoang thoảng. Ôi, mất vị không ạ. Sáng dậy đang nằm nghĩ xem là ăn cái đéo gì mà mình nghĩ là ôi mình ốm như này mình sẽ được ăn kiểu của ngon vật lạ ấy. Mình thích ăn pizza, mình thích ăn kiểu steak sườn nướng các thứ là vợ mình sẽ mua cho mình đấy. Đang định nhắn cho vợ thì vợ bảo là có cái bánh giày giò em treo ở dưới tầng 2 anh xuống mà ăn. Ô kìa, mẹ chưa kịp nói gì mà thế là xuống nhai cái bánh giày giò. Tôi thề cả không ăn miếng giò mẹ đéo khác gì nhai cái rẻ lau cả. Là thích mẹ sợ thật, thế mà vẫn phải cố nuốt để uống thuốc. Đúng đời. Sao nó như thế nhỉ? Hay là nó tùy từng người nhỉ? Tùy từng chủng nhỉ? Cái kỳ đéo gì nhỉ? Ê, buồn cười thực sự. Ủa nhưng hôm qua tôi mệt thật. Hôm qua đéo biết ông nào xem thử chim thì có thấy kiểu mẹ tôi kiểu ít nói không? Nhưng mà thực sự các bạn hôm qua mệt thật ấy. Đéo muốn nói luôn ấy. Mẹ cả đêm qua nó hành vậy cứ. Hôm nay chắc cũng thế. Hôm nay chắc cũng xin phép các bạn livestream nhẹ nhàng một tí, chơi game nào là ít nói thôi, xong chơi một tí tôi nghỉ thôi. Tại vì tháng này tôi cũng thiếu buổi quá. Xong để mấy hôm nữa nghỉ rồi thì chơi lại sau. Cảm ơn Rờ Bâu nhá. À có mà, anh có xông hơi mà. Hôm nay vợ anh mang cho anh cái chậu, tôi đéo hiểu kiểu gì. Cái cửa phòng làm việc của tôi thì mở ra ngoài. Vợ tôi mang cho tôi cái chậu xông to vãi lìn chắn con mẹ nó cửa luôn ạ. May mở ra đéo lộn mẹ nó cái nồi xông xuống dưới cầu thang. Ăn cam nhiều vào, ui
Chị gái tôi bảo là phải ăn táo với cả ăn cherry nhiều vào ấy. Hôm nay vừa được vợ cho ăn cherry xong, ôi thật là thích. Vân Sơn nữa đây, còn mấy quả này, không ăn cherry không? Ăn cherry không, ngon cực ấy. Đây, đây đợi tí tôi lấy cherry về cho các ông ăn cùng nhá. Ăn đi, phải ăn cùng nhau cho vui đéo gì, nó tránh nhá. Đây à, hôm nay vừa được vợ gửi xuống cho một hộp cherry, đúng 10 quả cherry với cả 2 miếng táo ạ. Trời ơi. Này. Đấy. Ui, ăn táo đi, táo ngon vậy đấy luôn. Cảm ơn Dũng Hà Đông nhá. Hút pot vẫn ngọt lắm anh ạ. Ừ, hút pot vẫn thấy ngon. Nhưng mà đéo hút đéo chịu được nhở. Kiểu bị khó chịu ấy. Ăn giống củ đậu ấy. ăn quả cherry đi các bạn. Ui, tại sao người ta lại trồng được cái quả mẹ gọi là quả cherry mà ăn ngon vẫn lịt như này nhỉ? Vô lý vậy đấy. Nhà mình đéo có cái quả gì kiểu nó thật là chua nhỉ? Để mình ăn thử xem là nó chua như thế nào nhỉ? Hay là nó sẽ đéo kiểu đéo có một cái vị gì nhỉ? Cảm ơn Tuấn nhỉ. Nhà anh có bị nồm không? Anh không. Tại sao nói mãi về cái vấn đề nồm từ năm này qua năm khác rồi, tại sao mọi người không mua một cái máy hút ẩm ở trong nhà nhỉ? Trời ơi. Hết nồm luôn. Hôm nay lên mạng đọc New Fit toàn trời nồm là trời nồm thôi. Mà đéo thấy ai mua máy hút ẩm cả. Đéo thấy ai mua đi mua trả góp cái máy sấy quần áo đi. Trời ơi. Nhà tôi từ ngày xưa ở chung cư là tôi đã cố gắng đi vay bên ngoại, vay bên nội để mua một cái máy gọi là máy sấy quần áo rồi. Loại rẻ rẻ nó đâu đấy khoảng chục triệu. Hơi tốn điện một tí nhưng mà bù lại là quần áo thơm phức mẹ luôn. Chỉ cần các ông giặt xong nhá, xong các ông vẫn phơi như bình thường đúng không? Nồm là gì á? Ui mẹ, miền Nam có nồm không nhở? Miền Nam có cái định nghĩa nào gọi là trời nồm không? Chứ mẹ mà ngoài miền Bắc đến cái mùa nồm thì ôi vãi cả cứt công ạ. Mà cả thời tiết nó ẩm xong rồi nó là nó gọi như thế nào nhỉ? Nó là một cái khí kiểu ẩm vẫn lìn xong nó sẽ len lỏi vào trong nhà xong rồi kiểu nó nhớp nhớp nó ướt ướt. Kinh vậy đái chứ. Không có à? Thế thì ra mẹ ngoài Bắc ở đi. Ra ngoài Bắc ở đi để biết trời nồm nó kiểu cay như thế nào. Nó tởm vãi đái luôn ấy. Cảm ơn Thắng Vẹo nhá. Trời mà nồm ấy thì việc đầu tiên là cậu phải đóng con mẹ em hết cửa vào, cứ đi mở cửa ra để đón trời nồm mà. Vách cả cứt. Xong rồi cứ kêu ui mẹ nồm thế đéo chịu được. Đóng cửa vào. Xong rồi trong nhà phải chơi một cái máy hút ẩm. Đéo bao giờ bị sao cả. Máy hút ẩm có giống máy lọc không khí không á? Có. Nó đây này, tôi có một cái này, tôi có ngay đây này. Các ông có xem không? Tôi chiếu cho các ông xem. Tức là cơ chế của nó thì giống hệt máy lọc không khí thôi, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đấy, nó lọc cái không khí ướt để thành không khí khô. Và nó sẽ đổ nước vào một cái ống, xong rồi mình cứ đi đổ cái ống ấy thôi. Ui cái ống này nó đâu đấy rơi vào khoảng 2 lít các bạn nhá. Mà một ngày riêng cái phòng bé tí này của tôi thôi, nó đã hút được 2 lít con mẹ rồi. Mà đấy là đéo phải những hôm trời nồm ấy nhá. Hôm là trời nồm á, cứ một buổi đi đổ nước một lần. Thì các ông tính xem là mẹ nó ẩm đến cái mức nào. Chưa kể nhá, nếu như mà phòng ẩm nhá, ví dụ phòng làm việc mà nhiều thiết bị điện tử nhá, rồi sẽ có một ngày nó bị chập cháy, nó bị hỏng, tuổi thọ nó sẽ giảm. Còn nếu như mà các ông để trong tủ quần áo nhá, ngày có ông nào cái tủ quần áo mà ví dụ một mùa các ông gỡ hết tủ quần áo ra, các ông thấy bị mốc con mẹ ở trong tủ quần áo luôn không? Eo ơi, nhà tôi bị thế đấy các bạn. Nên là từ khi nhà tôi mua một cái thêm một cái máy chống ẩm nữa ở trong cái tủ quần áo, mẹ cứ chỗ nào mà treo quần áo nhiều vứt mẹ thêm một cái máy vào nữa, thế là nó hết bị mốc ngay. Khó chịu lắm. Làm đéo phải có ai tài trợ máy chống ẩm, thề tài trợ tôi lại chả vui quá. Lập hội những người F0 nói phét cho vui để anh xem 1-2 hôm nữa tình hình như nào đó. Nếu như là tình hình ổn rồi thì anh sẽ xem là nhà ai đang bị F0 anh sang làm nồi lẩu. Nếu như mà theo lý thuyết ấy, thì mấy thằng F0 chơi với nhau là sẽ đéo bị làm sao đúng không? Thì xem mà nhà thằng nào đang bị F0 thì cứ thế mà tụ tập thôi. Đéo gì đâu, bây giờ bọn F1 nó mới sợ chứ bọn F0 như mình sợ cái đéo gì nữa.